Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 2.713 tỷ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và các đồng phạm. Ông Hoàng và đồng phạm bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất 6.080m² tại số 246 Hai Bà Trưng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo buộc, hầu hết các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác. Các bị can được phân công nhiệm vụ quản lý ngành công thương trên toàn quốc và quản lý phát triển kinh tế xã hội ở đô thị lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, vì những động cơ khác nhau, các bị can đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, từ đó chuyển dịch quyền quản lý sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân, gây thiệt hại, thất thoát đặc biệt lớn cho nhà nước hơn 2.713 tỷ đồng, gây bức xúc trong xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân. Cáo buộc cho rằng thủ đoạn dùng quyền sử dụng đất hay các quyền về tài sản khác của nhà nước để góp vốn, liên doanh, sau đó thoái vốn, chuyển nhượng vốn không minh bạch, vi phạm các quy định của pháp luật của một số đối tượng có trách nhiệm quản lý tài sản công đã gây thiệt hại, thất thoát đặc biệt lớn tài sản của nhà nước. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh đối với các hành vi nêu trên của ông Vũ Huy Hoàng và các bị can trong vụ án nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cáo buộc cho rằng, từ 2012 đến 2016, ông Vũ Huy Hoàng thực hiện hành vi chỉ đạo cấp dưới, cụ thể là chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng ông Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco góp vốn với doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, ông Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt mà chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp, chuyển nhượng vốn của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất 6.080m² tại số 246 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước sang tư nhân trái pháp luật. Hành vi của ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp, gây thiệt hại thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Phan Chí Dũng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho ông Vũ Huy Hoàng. Hai bị can này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu đề xuất để ông Hoàng và lãnh đạo Bộ Công Thương duyệt ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản, không phải ngành nghề kinh doanh chính. Hai bị can này còn chấp thuận cho thành lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án và chuyển giao khu đất cho công ty cổ phần không phải là doanh nghiệp nhà nước. Bà Thoa và ông Dũng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ phần vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tòa tuyên hủy các quyết định giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc thu hồi khu đất 246 Hai Bà Trưng. Những tin tức thời sự mới nhất sẽ được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.